Câu chuyện vĩ nhân. Thái tử 10 tuổi xử án. Năm thái tử Siddhartha 10 tuổi, lần đầu tiên cậu được nhà vua cho dự buổi triều. Hôm đó có vụ án người lái buôn Gori kiện người nông dân nghèo Kusan vì nợ quá hạn. Trước mặt nhà vua, Kusan nài nỉ van xin: mùa màng năm nay thất bát, nếu tôi trả Gori lương thực thì cả nhà không có cái ăn, nếu tôi trả đất đai thì vẫn không đủ tiền nợ, và năm sau sẽ không còn lương thực để trả nợ cho Gori. Lúc nãy tôi đã vét hết những đồng tiền dành dụm cuối cùng cho Gori, nhưng ông ấy vẫn không đồng ý. Gori vội vã lên tiếng: ông đã đưa lúc nào? Thật là láo xược. Xin nhà vua hãy bắt ông ấy trả hết đất đai nhà cửa cho tôi. Kusan nức nở một mực thanh minh, nhưng không có bằng chứng cho việc mình đưa tiền cho Gori. Lúc này, Siddhartha đề nghị vua cha cho mình xử lý vụ này. Cậu yêu cầu Gori đưa bao tiền, nhìn rồi hỏi Kusan: trước khi bị bắt đến đây thì ông đang làm gì? Kusan trả lời: tôi đang thoa dầu vào lương thực để bảo quản lương thực khỏi mối mọt. Siddhartha bước đến, thả tất cả đồng tiền vào chậu nước. Lát sau, chậu nước nổi ván dầu lên. Tất cả mọi người nhìn vào và hiểu ra Gori đã nói dối, vì những đồng tiền dính dầu ắt hẳn là của Kusan. Nhà vua ra lệnh đánh Gori để răn đe. Gori van khóc, hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Ông tuổi đã lớn nên rất sợ đòn roi. Nhà vua lên tiếng: pháp luật đã quy định phải thi hành. Nếu có người đứng ra bảo lãnh cho ông thì ông sẽ thoát tội, nhưng nếu ông tái phạm lần nữa thì người bảo lãnh phải bị phạt thay với mức độ gấp đôi. Gori quỳ lại từng người van xin được cứu giúp, nhưng không ai tin tưởng một người đã từng gian dối cả. Vì lòng vị tha nên Siddhartha đã đứng ra làm người bảo lãnh cho Gori. Hành động này của cậu không những làm cho Gori cảm động vô cùng, mà còn làm cho mọi người kinh ngạc. Gori từ đó về sau cũng không còn gian dối lần nào nữa. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng người gian dối thì không được ai tin tưởng, nhưng sự trừng phạt không phải là cách đúng đắn để giáo dục người đó. Chỉ có lòng nhân từ mới có thể chuyển hóa được điều xấu ác trong tâm người khác mà thôi. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Thường xuyên nói dối hại người khác, mất uy tín, bị xa lánh, dễ gặp lừa gạt, bao dung với người phạm lỗi lầm, mọi người yêu mến, tin tưởng, người khác sống tốt. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Vì sao thái tử Siddhartha nhận bảo lãnh cho Gori trong khi không ai tin tưởng ông ấy? 2. Trong cuộc sống, mỗi khi nói dối, bạn có cảm giác như thế nào? 3. Theo bạn, làm sao để bao dung được sai lầm mà người khác gây ra cho mình? 4. Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.